Hôm nay chị Kim Sinh sẽ chơi tô màu nha. Và chị có một cuốn sách tô màu. Đây, hình công chúa rất đáng yêu. Đây là cuốn sách tô màu trang phục công chúa. Ở bên trong này người ta đã vẽ rất là nhiều những cái hình ảnh công chúa khác nhau. Và chúng ta chỉ việc tô màu thôi ha. Rất đẹp các em ơi. Nào hãy cùng chị Kim Sinh bắt tay vào việc tô màu cuốn sách trang phục công chúa này nhé.